Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định thực hiện kế hoạch triển khai dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài theo hình thức xã hội hóa giáo dục. Kế hoạch này được dạy thí điểm cho 3 cấp học, trong đó có 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở. Chương trình này được triển khai từ tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào tháng 5 năm 2023. Mỗi cấp học sẽ có 2 tiết học trong tuần, mỗi tiết học từ 30 đến 45 phút tùy vào cấp học. Mỗi lớp học có một giáo viên trợ giảng tiếng Việt và một giáo viên bản ngữ, bao gồm các quốc tịch như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, Canada. Mức học phí là 300.000 đồng một tháng trên một học sinh. Đây là lớp học được tổ chức theo hình thức xã hội hóa và đã được sự đồng thuận rất cao của phụ huynh. Thành phố Bạc Liêu là đơn vị thực hiện kế hoạch triển khai việc giảng dạy thí điểm đầu tiên của tỉnh.